Cao Bằng, miền đất địa đầu Tổ quốc, nằm ở vùng Đông Bắc có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế đối ngoại. Đây còn là vùng đất có bề dày lịch sử, nguồn văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú, nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đến với Cao Bằng hôm nay, dường như ai cũng cảm nhận được những đổi thay của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đang từng bước vươn lên trở thành điểm đến đầy triển vọng để đầu tư và phát triển. Là tỉnh miền núi, biên giới, Cao Bằng có khí hậu ôn đới, có các tiểu vùng khí hậu á nhiệt đới, phát triển nhiều loại vật nuôi, cây trồng đa dạng. Cao Bằng có nhiều sản vật đặc hữu như miến rong, lê, thạch đen, hạt dẻ, gạo nếp, quýt, hà thủ ô. Đó là điều kiện thuận lợi để tỉnh tập trung phát triển nông lâm nghiệp theo hướng phát huy các loại cây trồng, vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Trong các loại khoáng sản khai thác, quặng sắt có trữ lượng từ 50 đến 70 triệu tấn, quặng mangan khoảng 6 đến 7 triệu tấn, quặng bauxit nhôm 200 triệu tấn. Ngoài ra còn có các loại khoáng sản quý như vàng, thiếc, wolfram, chì, kẽm có tiềm năng khá, giá trị kinh tế cao và đang được khai thác. Là một tỉnh có nhiều khu điểm du lịch, là điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước, Cao Bằng đang đẩy mạnh khai thác, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trên chặng đường lịch sử vẻ vang qua 520 năm hình thành và phát triển, Cao Bằng vinh dự và tự hào là quê hương cội nguồn cách mạng, nơi đại diện cho đồng bào của cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và từ đây, Cao Bằng trở thành căn cứ địa đại bản doanh của chiến khu Việt Bắc. Mảnh đất biên cương này đã chứng kiến biết bao sự kiện quan trọng gắn liền với tên tuổi và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, khi nói đến Cao Bằng là nói đến những địa chỉ đỏ của đất nước với ba khu di tích quốc gia đặc biệt và hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng với 214 di tích. Trong đó, 92 di tích đã được xếp hạng. Cao Bằng còn là vùng đất có 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống từ lâu đời. Nơi đây còn có vùng đất kết tinh nhiều đặc sản và văn hóa dân tộc với khung cảnh tuyệt đẹp của những thác nước, hang động, hệ thống sông, hồ, các loài thực vật đa dạng và trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo. Trong đó có nhiều di sản được đánh giá có giá trị tầm cỡ quốc tế, có giá trị lịch sử trên 500 triệu năm của trái đất. Tất cả tạo nên một công viên địa chất non nước Cao Bằng, trải dài qua 9 huyện với diện tích trên 3.000 km², đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2018. Căn cứ trên những cái tiềm năng thế mạnh đấy thì trong thời gian qua thì du lịch Cao Bằng luôn luôn được coi là một trong những cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trọng tâm. Trong thời gian qua, mặc dù là một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả nước với sự hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng và nguồn nhân lực, song Cao Bằng đã quan tâm đầu tư cho sự phát triển của ngành du lịch, dịch vụ. Hiện nay, số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã lên tới 200 cơ sở, trong đó chủ yếu là khách sạn 2 đến 3 sao. Khách sạn Sơn Tùng tọa lạc ngay trung tâm thành phố Cao Bằng, có vị trí tuyệt vời và lý tưởng, gần trung tâm thương mại, chợ xanh và các cơ quan chức năng, thuận tiện cho khách nghỉ dưỡng, đi công tác và nhu cầu tham quan, mua sắm. Phục vụ lại ngành du lịch thì chúng em cũng sẽ có giảm giá và sẽ có những sản phẩm để đưa vào trong phòng để coi như là tặng cho khách hàng. Đó là chẳng hạn như là rượu nếp ong hạt dẻ của nhà em này, hoặc trà sữa nướng hoặc cà phê tại sảnh khách sạn của em ạ. Cách thành phố Cao Bằng chừng 30 km, huyện Thạch An là huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng có 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, huyện Thạch An được nhà nước đầu tư, hỗ trợ nhiều nguồn lực kết hợp với nguồn vốn của các chương trình, dự án để đầu tư phát triển. Nhờ đó, tình hình kinh tế, xã hội của huyện ngày càng khởi sắc. Tổng sản lượng lương thực hàng năm của huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác xóa đói giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Tại đại hội đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, thì chúng tôi xác định là
xây dựng các chương trình trọng tâm, thì trong đó có chương trình trọng tâm về phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Thành phố Cao Bằng cách thủ đô Hà Nội khoảng 280 km. Với nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân, đến nay thành phố Cao Bằng như được khoác áo mới với nhiều công trình trọng điểm nhằm nâng tầm đô thị trung tâm, như đường phía Nam rộng 58m với 10 làn xe, trụ sở làm việc của khối cơ quan đảng, đoàn thể, các dự án khách sạn, kè bờ sông, vườn hoa, cây xanh khang trang, sạch đẹp, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Cao Bằng. Đảng bộ của thành phố Cao Bằng thì đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là về kinh tế thì thành phố tiếp tục thực hiện tốt cái cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, vẫn tập trung vào cái thương mại, du lịch và dịch vụ, sau đấy mới đến là xây dựng công nghiệp và cái nông nghiệp. Cao Bằng còn là tỉnh có tiềm năng về phát triển kinh tế cửa khẩu, nhất là thương mại và dịch vụ, với vị trí nằm ở cửa ngõ giao lưu hàng hóa từ Quảng Tây và các tỉnh Tây, Tây Nam, Trung Quốc ra biển và đến các nước ASEAN. Hiện nay, Cao Bằng có cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và ba cặp cửa khẩu chính: cửa khẩu Trà Lĩnh, cửa khẩu Sóc Giang, cửa khẩu Lý Vạn và nhiều cặp cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước, tạo ra nhiều tiềm năng, lợi thế để trao đổi sản phẩm, hàng hóa, nhất là hàng nông sản qua các cửa khẩu của Cao Bằng. Hệ thống cơ sở hạ tầng của Cao Bằng đang được tỉnh tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, hạ tầng phục vụ du lịch, dịch vụ. Cao Bằng đã và đang chuẩn bị các điều kiện phấn đấu trở thành trung tâm kết nối với các địa phương trong cả nước, hình thành cực phát triển và kết nối hợp tác xuyên biên giới với các cụm phát triển năng động của Tây và Tây Nam Trung Quốc. Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 cũng xác định lấy cái giao thông làm đột phá. Đây là một trong những điểm nghẽn mà tỉnh cũng xác định là cần phải tháo gỡ trong cái nhiệm kỳ 2021-2025. Thì về phía ngành thì chúng tôi cũng đang tham mưu cho tỉnh để xây dựng các chương trình trọng tâm để phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó thì quan tâm đặc biệt đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Cao Bằng, và chúng tôi cũng đang tham mưu xây dựng cái chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến các điểm khu du lịch trên địa bàn tỉnh và đến các khu cửa khẩu để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với những tiềm năng thế mạnh, thời gian qua tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư. Đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 293 dự án với tổng số vốn đăng ký lên đến 40.000 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng. Một số dự án được cấp chủ trương đầu tư đã đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả. Một số nhà đầu tư chiến lược đã và đang quan tâm đăng ký đầu tư nhiều dự án vào Cao Bằng với tổng mức đầu tư trên 33.000 tỷ đồng, như Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn TH Chumil, TNG Holding Việt Nam. Không thỏa mãn với những gì đã đạt được trong thời gian qua, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng sẽ quyết tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động tối đa nguồn lực, xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động và phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.